Rồi đây là xe công trình xe lưu 2 in 1 nha. Đó, đây một chiếc xe đằng sau nè, xe đằng trước là xe lưu ủi nè. Đó, ai thích thì cứ comment bên dưới, em sẽ báo giá cho mọi người nha. Ai muốn mua hàng trực tiếp thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0917714469 để mình mua hàng nha mọi người. Xe này là cái size siêu to khổng lồ luôn nha. Đó, cho mọi người xem nè, khá đã luôn ha.